Trong hai ngày 22 và 23 tháng 2, tức mùng 1 và mùng 2 tháng 2 Nhâm Thìn, tại làng văn hóa Ngọc Tân, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng đã tổ chức lễ hội Đình Ngọc Tân và khai mạc ngày hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Đoan Hùng năm 2012. Lễ hội thu hút hàng ngàn đồng bào dân tộc Cao Lan ở 6 xã trên địa bàn huyện Đoan Hùng cùng người dân địa phương, du khách thập phương về dự. Đình làng Ngọc Tân được xây dựng từ năm 1803 dưới triều vua Gia Long năm thứ 2 và được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1994. Đình thờ Tam Vị Đại Vương thời Hùng Vương thứ 18 là Cao Sơn, Cao Đại, Cao Đài, những danh tướng đã có công giúp vua Hùng dẹp giặc giữ nước và được người dân Ngọc Tân tôn làm thành hoàng làng. Tại đình hiện lưu giữ nhiều hiện vật quý, trong đó có một cuốn ngọc phả bằng chữ Hán và 4 đạo sắc phong từ thời Nguyễn. Với những di sản văn hóa để lại, đình làng Ngọc Tân có vị thế văn hóa tâm linh rất quan trọng, là nơi gặp gỡ gắn bó, cố kết cộng đồng trong đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của đồng bào dân tộc Cao Lan ở Ngọc Tân cũng như các huyện lân cận của tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang. Cùng với phần tế lễ theo nghi thức truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan, với điểm nhấn là tục mổ lợn đen vào khung giờ ngày 2 tháng 2 âm lịch, là các hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian thể hiện tinh thần yêu cuộc sống, yêu lao động của người Cao Lan như hát sình ca, vèo ca, múa chim gâu, múa xúc tép, ném còn, đi cà kheo, kéo co, bắn nỏ, bịt mắt đánh trống,